Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh chuyên bán xe điện cũ của Xe Điện Cũ Nhập. Hiện tại shop về rất nhiều xe điện cũ, lướt hàng nhập khẩu để phục vụ mọi người. Mọi người hãy đăng ký kênh Xe Điện Cũ Nhập trên YouTube bằng cách tìm kiếm từ khóa xe điện cũ trên ô tìm kiếm YouTube. Sau đó click vào biểu tượng Xe Điện Cũ Nhập và đăng ký kênh. Mọi người đừng quên bật chuông thông báo để nhận được những thông tin sớm nhất. Hoặc có thể tìm kiếm trên Zalo, Facebook theo số điện thoại 0981077781 để biết thông tin nhanh nhất về những chiếc xe điện cũ. Trước mặt mọi người đây là các mẫu xe của dòng Vespa đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Vespa của Ninja, Vespa Zibao, Vespa Roma S. Thì bên cạnh đó shop còn có Terra Motor Velux đến từ thương hiệu Nhật Bản. Các mẫu xe trước mặt mọi người đây trong tầm giá từ 6.8 đến 9.500.000 đồng tùy theo độ lướt và độ mới của xe. Thì bên cạnh các mẫu xe của F3 thì shop còn có X-Men đến từ những thương hiệu Jali hoặc là Zibao và Epiro. Và đây cũng là những thương hiệu nhập khẩu đã được khẳng định từ chất lượng từ rất từ lâu. Với cái tầm giá từ 5.8 đến 7.500.000 đồng thì mọi người có thể sở hữu những chiếc xe điện cũ này. Bên cạnh những chiếc xe điện về dòng cao cấp thì shop còn có những chiếc xe dòng phổ thông dành cho các chị, các mẹ và những người trung tuổi để đi chợ, đi chơi với tầm giá từ 3 đến 4 triệu đồng. Tất cả các xe điện bán tại shop Xe Điện Cũ Nhập đều được nhân viên test kỹ và nhập về những chiếc xe điện cũ chất lượng trước khi bán cho mọi người. Những chiếc xe điện bán tại shop thì được shop Xe Điện Cũ Nhập bảo hành cho quý khách yên tâm sử dụng. Shop Xe Điện Cũ Nhập thì có giao hàng và ship toàn quốc. Đối với tỉnh Thái Bình thì shop sẽ giao hàng đến tận nhà cho quý khách. Mỗi ngày chỉ cần inbox hoặc gọi điện trực tiếp cho shop Xe Điện Cũ Nhập theo số điện thoại 0981077781. Nhân viên sẽ quay video trực tiếp để cho mọi người biết rõ về chiếc xe mình chuẩn bị mua và giao hàng đúng chính xác từ xe cho đến thời điểm. Và trước khi giao hàng thì shop cam kết có hóa đơn, có giấy mua bán và giấy bảo hành được ghi rõ ràng ngày tháng bảo hành để cho quý khách yên tâm. Bây giờ shop xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này.